nay mình là thằng Khôi. Tôi và các bạn ở nơi nơi dựng thông với những người mà tôi với bạn bây giờ mà đã đi xa. Nam mô Bồ Tát Hồng Hoàng Siêu Minh, chúc bạn rời khỏi U Minh bồng mai thêm cả nhà lũ tay này một pháp. Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tát, miền Tây Trúc và Tây Tân Tây Tân Khổ. Bây giờ kể đi người đó đau buồn này ngầm than thở biết bao kể buồn riêng của riêng mình, một mình biết, một mình hay. Vợ chồng 67 năm nay ái ân chỉ có nhân này là tôi cầm bằng Phật thầm thiên thôi. Sinh ly tử biệt mặt trời sao qua. Bà ơi, duyên đã ngồi, xuân lại tràn, mặt trời còn lại biết là về đâu. Bà xuân về sau sẽ cùng gặp lại nhìn trời lại Kính thưa các quý vị lãnh đạo hội thành viên, các vị đại diện cho đơn vị cơ quan và các tổ chức xã hội, kính thưa bà con lối xóm, họ hàng lần lượt các vị khách quý và bạn bè xa, cô Xuân Sinh, ra năm anh em Hoàng, Minh, Tư, Lê, Nhà, năm nay vợ chồng 90 tuổi, những tháng gần đây cô mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình khi bác sĩ cũng đã tận tình cứu chữa và chăm sóc, sau lo bệnh tình quá nặng, trong với tuổi cao sức yếu, cụ đã từ trần đến lúc 18 tuần 5 phút ngày 4 tháng 6 năm 2023, tức ngày 10 tháng 4 năm 2023 năm Quý Mão, cụ đã xa chồng, xa các con, họ hàng, gia quyến và các lối xóm và các thôn nghe về chỗ với thành, về với tổ tiên dòng họ Trần Nguyên. Trong suốt thời gian trị bệnh, tàn ra cụ nhận được sự chăm sóc đặc biệt của bác sĩ Nguyễn Công Kỳ, sự động viên chăm sóc của họ hàng và con nuôi xã này là xã gì như vậy, đặc biệt là sự chăm sóc một xã này là gọi là xã Na Lộc thôn Bình Nguyên, xã Na Lộc ở đây là gọi xã Ân Thi, và không quản lại vẫn là Ân Thi mình như phủ cử chăm sóc cụ suốt sang sông kia. Gia đình chúng tôi gửi lời cảm ơn chân thành từ đáy lòng mình với nhân dân thôn Bình Nguyên đã tổ chức tang lễ cho cụ thật chú đáo. Cảm ơn các đơn vị, cơ quan, họ hàng và con lối xóm, các bậc thầy thuốc nga, bạn bè gần xa đã đến thắp hiến, chia buồn cùng gia quyến và tiễn đưa mẹ tôi, Nguyễn Thị Sói về nơi an nghỉ cuối cùng. Thay mặt gia đình trưởng nam Trần Văn Thoan,